Sáng ngày 16 tháng 4 theo giờ địa phương, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tham quan sân thi đấu Antalyaspor, nơi sẽ diễn ra trận ra quân gặp U23 Kuwait vào ngày 17 tháng 4. Do AFC không cho phép các đội được tập làm quen các sân thi đấu nhằm bảo vệ mặt sân cỏ, nên hoạt động này chủ yếu nhằm giúp cho các cầu thủ có cảm quan tốt hơn về địa điểm thi đấu. Antalyaspor là một trong 8 sân vận động đăng cai World Cup 2022. Đây cũng là một trong số những sân vận động tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2023 hồi đầu năm nay. Sân Antalyaspor được xây dựng vào năm 2014 và khánh thành vào năm 2019, có sức chứa 40.000 khán giả. Tọa lạc ở Anwaka, một thành phố cách Doha 20 km về phía nam. Đây là sân vận động ở cực nam, do đó có tên là Antalyaspor trong số 8 địa điểm tổ chức World Cup, mặc dù thủ đô Doha nằm ngay phía bắc của thành phố. Ban đầu Anwaka là một làng chài nhỏ nổi tiếng với nghề khai thác ngọc trai trên vịnh Ba Tư, nhưng theo thời gian thì nó đã tăng lên 80.000 cư dân và trở thành một trong những thành phố lớn nhất tại Qatar. Với thiết kế được lấy cảm hứng từ một loại thuyền truyền thống của Ả Rập, bao gồm một hoặc nhiều cánh buồm hình tam giác, nó thể hiện lòng tôn kính về quá khứ đi biển của thành phố. Đó là những chiếc thuyền bị lật úp đều thể hiện qua những nếp gấp của cánh buồm trên mặt tiền. Các mô típ khác liên quan đến văn hóa Ả Rập có thể bắt nguồn từ Masabiya hoặc thiết bị thông gió điển hình trong kiến trúc của khu vực để che nắng cho các phòng phía sau, đề cập đến bức tường rèm ở phía dưới. Sân vận động có cấu trúc kéo mở, cho phép đóng hoàn toàn sân vận động để điều hòa không khí cho khán đài và sân cỏ. Sân vận động Antalyaspor được trang bị công nghệ tiên tiến để làm mát khán đài lên đến 18 độ C và sân thi đấu lên đến 20 độ C. Hệ thống được thiết kế với mô hình BIM và thử nghiệm đường hầm gió, hệ thống bơm không khí điều hòa sẽ được thu thập, tái chế và làm mát. Gần lối vào nằm trên quảng trường dập bóng cây, có phòng đa năng với hồ bơi, spa và trung tâm mua sắm, nhưng cũng có những con đường để đạp xe, nhà hàng, phòng tập thể dục, chợ và một số dịch vụ cộng đồng, chẳng hạn như nhà thờ Hồi giáo và trường học. Theo ghi nhận thì bầu không khí của buổi tham quan diễn ra rất thoải mái. Các cầu thủ được làm quen với mặt cỏ tại Qatar, địa điểm từng tổ chức vòng chung kết World Cup 2022. Toàn đội đã cùng nhau chụp lại bức hình lưu niệm ở nơi khởi đầu cho chiến dịch vòng chung kết U23 châu Á lần này. Các cầu thủ thoải mái check-in, thậm chí cầu thủ trẻ Nguyễn Đình Bắc còn trổ tay chụp hình cho các đồng đội. Về trận đấu ngày mai với đội tuyển U23 Kuwait, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Bảng đấu của chúng tôi không có đội bóng yếu, trận đấu đầu tiên luôn không hề dễ dàng, nhưng chúng tôi đã hoàn tất sự chuẩn bị. Trong bóng đá thì trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên thì không thể nói trước về kết quả. Tôi hy vọng toàn đội sẽ có sự thể hiện tốt trong lượt đấu đầu tiên." Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam cho biết thêm: "Đội bóng của chúng tôi là một đội tương đối trẻ tại giải đấu lần này. Tuy nhiên thì đây cũng sẽ là lực lượng tương lai của bóng đá Việt Nam. Vì vậy giải đấu lần này sẽ là cơ hội tốt để cho các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm cho tương lai, hướng đến vị trí tại đội tuyển quốc gia. Chúng tôi tôn trọng tất cả các đối thủ. Việc được thi đấu cùng với các đội bóng chất lượng là cơ hội tốt và các cầu thủ cần phải tập trung để thể hiện bản thân mình. Đó là điều các cầu thủ cần phải làm và tôi tin rằng họ có thể làm được điều đấy." Ôi giời. Lại cái này đi, lại đi. Làm lấy có thì không. Được xa ra mới mở mắt được chứ. Đưa cái kiểu bị thối đấy. Ai chụp ảnh không? Hai cái là chuyển đi, chuyển đi, chuyển đi. Điều ngoài. View. Đây Tuấn, đây này, đây Tuấn này, thấy Tuấn, đây này. Cái gì thầy? Cái gì em? Tuấn nằm. Thấy Tuấn là cứ mặc rồi. Tuấn đang cái mặc luôn hả? Rồi. Cái tên này. Cái này bạn không thấy đồn coi tí nữa bạn. Ai đây này? Ai đây? Something.
Cái kia nữa, cái chụp, cái chỗ. Chụp tuyệt vời. Mình khoang lên chứ.